Tây Nguyên ơi. Hey, bạn nào ơi. Hey, anh em ơi. Ông Minh, ông làm cái gì ở đây đấy? Dạ, đang định lên Tây Nguyên lấy vợ anh. Quê ông ở đâu? Quê em ở Tây Bắc. Ui, ở nhà rông thì khác gì nhà sàn quê em. Nhà rông cũng là một loại nhà sàn đặc trưng giống như nhà sàn ở trên Tây Bắc. Nhà rông là nơi tập hợp rất nhiều hoạt động của người Ba Na. Và điều dễ nhận thấy nhất ở nhà rông đó là chiều cao của nó. Các bạn có thể nhìn lên bên trên, có những căn nhà có thể cao tới 18m và hơn thế nữa. Nhà rông là nơi tập trung văn hóa, giống như nơi tập trung văn hóa đình làng ở các tỉnh khu vực phía Bắc. Và nhà rông cũng có một số điểm giống và khác nhau rất dễ nhận ra so với lại nhà ở Tây Bắc ở địa phương em đấy. Mình nhìn vào đây cho dễ hình dung nhá. Mái của nhà rông có hình giống như một cái lưỡi rìu và được cấu thành từ 8 cột trụ là 8 cây cổ thụ nguyên khối. Có đường kính rộng tới mức nhiều người ôm. Khi mà người ta có nguy cơ xâm hại của thú dữ thì người ta sẽ xây nhà cao lên như thế này. Vũ Ngọc Thiên, người đưa mỹ thuật truyền thống lên mạng xã hội 1.0.